Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn trình diễn tiếp theo của nhóm Chị Đẹp Hương Ly. Vâng. Một đêm chợp mắt trong mơ màng, còi kia rội tiếng xa vang, đèn ghi lệ sáng lem nhem bờ, vầng trăng giờ trôi lững lờ. Tôi đi lặng lẽ không quay về, lòng ai nhiều nỗi u mê, chờ mong dù chẳng ai mong chờ, có ta với ta ngẩn ngơ. Hôm gió hoang vang thiêu vu lang thang, vầng đưa xa vắng. Niềm riêng man ma, nhớ từng cơn nắng mưa, nhớ từng cơn nắng mưa, nhớ từng cơn nắng mưa, trong ngóng con tàu ngày xưa, đem giấc mơ về miền quê, khói trong đêm đèn bừng sáng. Lời ca mẹ ru ơi, từng đêm hè dài sông trái, thằng em đợi cha con cưỡi ngựa ngựa phi một thời xa xưa. Chờ từng đêm nay con tàu mang sóng về, tàu giờ nơi xa về nơi khác lạ, chỉ còn nơi đó những chuyện ngày xưa. Ôi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dễ thương quá, chỉ còn có một tí mà tiếng này là người khác. Thì Phương cho rằng đấy là một bài Phương rất là thích. Về tinh thần của bài hát, các động tác mình cảm thấy là mình rất là thoải mái. Mình phải cảm ơn các chị vì các chị đã trao cho mình một cái cơ hội để mình có thể gọi là trưởng thành hơn rất là nhiều. Hương Ly cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi mà có cơ hội được làm việc và được đứng chung sân khấu với tất cả các chị. Nên đi cảm giác mọi người cái nội lực rất là hay và cất lên giọng từng người rất hay, nhưng khi đặt vào chung thì chưa có nhiều thời gian tập luyện nên nó chưa có cái độ hòa quyện để giữ cảm xúc Dennis ở lại với mọi người. Thì Dennis nghĩ là mọi người phải tự tin lên. Dennis cảm giác là mọi người cần có thời gian và tự tin vào cái tiết mục này, vì đây chính là một trong những tiết mục mà Dennis mong muốn được xem trên công diễn đó, và mọi người phải cố gắng lên nha. Cho anh hỏi là cái tiết mục này mình có rap không? Bọn em cái gì cũng có. Đây là cái bài hát của Gen Z. Và một trong những cái signature của cái bài hát này nó là phần rap. Cái phần rap của Suboi nó làm cái phần trình diễn của cái ca khúc này nó trở nên thú vị. Thì cũng mong muốn rằng cái phần của mọi người đó có cái phần rap này. Bài Hai Đứa Trẻ này là cũng là rap, nhưng mà rap cái nọ và cái kia. À, rap cái nọ và cái kia, miễn là có rap được rồi chị. Nên là rap liên tục. Có lẽ là không ai có thể tập để hài được. Nó là cái bản tính, tính mình hay đùa từ lúc bé đã như thế rồi. Nhưng mà là vì chưa có bao giờ có được cái cơ hội để thể hiện lên sân khấu thì hát thì chưa thể dài diễn hài à. Thế nhưng mà ở đây thì mình cứ được thoải mái tự làm bản thân mình. Hiện tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala.